Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, hôm nay lại là ngày thứ sáu đến, mà chắc là quý vị biết thứ sáu thì chúng tôi có mặt với những vị bác sĩ đến qua chương trình y tế, và đặc biệt hôm nay quý vị lại thấy hai vị bác sĩ Michael Đào và bác sĩ Nguyễn Quang Ly. Nhưng mà đặc biệt bác sĩ Nguyễn Quang Ly hôm nay thì lại bận áo tím nữa, chứ không còn là bận đen như trước nữa. Xin chào hai bác sĩ đến với chương trình của chúng tôi sáng nay. Xin chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, sáng nay thì việc trước tiên chúng tôi muốn nói đến một trong những cái vấn đề mà chắc là chúng tôi sẽ dành lại cho bác sĩ Mai của Đào nói nhiều hơn về vấn đề hội y tế tại miền Nam California. Họ muốn trao tặng một vài cái học bổng cho học sinh. Sự kiện nó diễn ra như thế nào thưa bác sĩ? Vâng, kính thưa quý vị, là hội y sĩ miền Nam Cali, là Vietnamese American Physician Association của miền Nam Cali, có minimum là 7 cái học bổng, mỗi cái là $1,000. Tức là mình có thể thêm nữa, nếu mà có đủ qualify mình có thể tặng cho 8, 9, 10 cũng được. Nếu mà có đủ qualify candidate, nghĩa là tất cả những học sinh đại học năm thứ 3 và thứ 4, nếu mà học cái ngành về liên quan tới healthcare thôi chứ không phải là bác sĩ, có thể học về y sĩ, học về y tá, hay học về bác sĩ, học về DO, hay học về nha sĩ, dược sĩ, tức là liên quan tới health, hoặc là làm nutrition, tức là bất cứ cái gì mà liên quan tới sức khỏe thì đều có quyền apply. Thì quý vị đó có cái bảng đằng trước, quý vị thấy apply thì quý vị nếu mà mọi thắc mắc mà quý vị cần thì quý vị gọi thẳng đến bác sĩ Luận, hoặc là có những cái question mà có cái hội là 562-658-9088. Đó là cái committee về học bổng. Nhớ, quý vị nhớ là có minimum là khoảng 7 tới 10 cái học bổng. Tất cả các em từ năm thứ 3, năm thứ 4 đại học nên apply, mà deadline là tháng 1, ngày 1 tháng 1 năm 2019. Do đó trong cái mùa lễ này nè, nghỉ học thì cố gắng điền đơn, gọi điện thoại đến để mà điền đơn và nộp vào, để anh em chúng tôi tháng 2, đầu tháng 2 là phát, tức là mình phát ra cho mình announce ai là người thắng, ai là người được cái học bổng, và tháng 2 sẽ announce và sẽ đưa cho trao cái check cho các em đó. Vâng, kính thưa quý vị, nếu tất cả các sinh viên nào hiện nay đang theo học ở tại năm senior cũng giống như junior, quý vị có điều kiện để nạp đơn và liên lạc với cái số điện thoại là, chúng tôi xin lặp lại một lần nữa, là 562-658-9088. Vì ngày mùng 1 tháng 1 đến đây là ngày hết hạn, và tất cả các học sinh, sinh viên muốn tham dự cái chương trình để quý vị có điều kiện theo học, và hội y sĩ miền Nam California họ trao tặng một vài cái học bổng, và đây là một trong những sự kiện quan tâm, những người đi trước họ quan tâm đến những người đi sau. Hy vọng là quý vị liên lạc với cái số điện thoại một lần nữa là 562-658-9088. Cảm ơn quý vị bác sĩ đã có nhà ý và có một cái thiện chí để giúp đỡ những người có thể nói trẻ sau này đi theo con đường của quý vị đã đi trước. Đó là một cái sự kiện rất là, thấy chúng tôi rất là hài lòng qua mùa Thanksgiving này thưa bác sĩ. Đến bây giờ thì như Huyền muốn hỏi bác sĩ nào trước nè, muốn hỏi cái gì nè? Dạ, chuyện cao máu, tuần trước là có một thuốc cao máu bị recall phải không bác sĩ? Thì bây giờ loại nào nữa? Right, tức là 1-2 tháng trước mình có cái loại là vào statin, là Diovan bị recall, quý vị nhớ. Là cái thuốc đó là thuốc cao máu, trong cái class gọi là ARB, nó bị recall bởi vì cái ingredient vào statin, cái ingredient họ mua từ China nó bị ô nhiễm một cái chất hóa học. Thì bây giờ có một cái thuốc nữa gọi là losartan, mà HCT, tức là cái thuốc losartan là cũng một cái gia đình thuốc cao máu, mà nó trộn với lại thuốc lợi tiểu, hai thứ trộn lại với nhau để cho thuốc cao máu nó hiệu quả hơn. Thì cái thuốc này từ cái công ty Sandoz là được recall lại. Quý vị nào mà uống losartan có lợi tiểu HCT mà của cái công ty Sandoz, là quý vị nhớ gọi bác sĩ của mình hoặc là dược sĩ của mình để có thể đổi lại cái hiệu khác, cái brand khác, mà họ không dùng cái nhiên liệu từ nguyên liệu từ bên China.
Vâng. Thế thưa hai bác sĩ, chắc là tuần tới đây là một cái trong cái tuần lễ mà người Mỹ cũng giống như người Mỹ gốc Việt chúng ta cũng là ăn uống rất nhiều phải không thưa bác sĩ? Thế Thanksgiving ăn uống vào thì nó có hại gì cho sức khỏe không thưa hai bác sĩ? Thì cái quý vị em anh trọng với lại Nhiêu Hiền với lại bác sĩ Lee có biết Thanksgiving là gốc từ đâu ra không? Là tôi chỉ được biết rằng cái chiếc tàu Mayflower họ đến ở dưới Cape Cod vào trong cái mùa đầu đó thì có thể nói họ làm việc rất cực khổ và bị rét với bị cái là thiếu thốn, thì những người dân bản xứ đến họ giúp cho họ và sau một cái thời gian thì họ chọn cái ngày này để có một cái ngày gọi là lễ tạ ơn. Đó chính là cái lý thuyết mà thôi. Vâng, thế còn là thực tế thì sao bác sĩ? Nhưng actually thực sự thì rất là nhiều cái lý thuyết. Có khoảng 3-4 cái truyền thuyết nói như vậy. Gọi là how cái Thanksgiving nó bắt đầu. Nhưng mà of course doesn't matter what nó bắt đầu từ hồi nào, nhưng mình nhớ lại cái lễ này là lễ để mình tạ ơn, mình cảm ơn, đúng không? Để mình nghĩ lại cả một năm, gần một năm mình nhưng mà rồi quý vị biết lễ này là lúc mà gia đình gặp lại với nhau, bạn bè, anh chị em, tức là mình có thể xa nhau cả năm trời, gặp nhau ăn uống thả cửa cả một mà cái năm nay á, là một trong những năm người ta tiên đoán là nó gọi là những cái travel người ta đi du lịch để thăm gia đình á là the worst trong 13 năm vừa qua. Và đến bây giờ thì tuyết đã phủ trên gần 16 triệu ăn ở miền Đông Bắc rồi thưa bác sĩ. Máy bay thì, rất là thì cái ngày này là ngày mà ai cũng ăn hết á. Ai cũng ăn gì? ăn stuff, ăn là stuff, cũng mấy con turkey đó. Mà ăn quý vị biết là ăn turkey, ăn đủ thứ khác nữa. Còn Việt Nam mình thì mình không ăn turkey nhiều, mình chắc ăn là ăn gì? Gà, ăn gà, ăn bò, ăn thế thì thưa bác sĩ Nguyễn Quang Ly, bác sĩ đến Mỹ cái mùa Thanksgiving đầu tiên của bác sĩ như thế nào nè? Dạ lúc đó mình qua bên Chicago. Chicago con gà thầy lớn không? Chắc đơn độc. Đơn độc. Thì gia đình trong cái vùng đó chỉ có mình, gia đình mình là Việt Nam thôi. Và ăn uống chung với tụi Mỹ thì cũng là một cái ngạc nhiên. Nhưng mà tôi thì thưa bác sĩ, bắt đầu đến định cư tại Hoa Kỳ thì có một cái gia đình rất quen tôi từ lúc còn bên Việt Nam và làm việc với họ. Thì họ ở New Jersey, họ mời tôi từ Boston, họ tới mua vé bay cho tôi ra phi trường đón tôi. Và cái ngày đầu tiên Thanksgiving, why so unbelievable, cả gia đình họ đông lắm, con gà tây bự, cái gì họ cắt cái da đó tôi lượm hết, tôi ăn hết. Anh ăn da thôi da thì cái gì tôi cũng ăn hết. Mà người Mỹ thì cái đặc biệt là họ thấy người nào ăn nhiều họ thích lắm, bác sĩ. Họ thích là bao nhiêu cũng dồn cho tôi hết, tôi khoái. Và có thể nói đó là một cái mùa Thanksgiving đầu tiên tôi nhớ mãi với một cái gia đình rất thân thiết với tôi. Và đó là một cái niềm để nhân cơ hội đây cũng xin tạ ơn tất cả mọi người. Đặc biệt là cảm ơn bác sĩ với là bác sĩ Nguyễn Quang Ly đến chương trình của chúng tôi. Sự có mặt của bác sĩ cũng đem lại một cái niềm gọi là tự tin cho khán thính giả của chúng tôi rất nhiều. Bởi thế chúc bác sĩ happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Cảm ơn anh chào mọi người. Thì như quý vị biết, quan trọng nói là mình ăn uống, of course mình phải cẩn thận cái mùa này. Tại vì sometimes lễ là rồi bạn bè đúng không? Rồi mình hơi quá đáng chút xíu chẳng hạn, nhất là những cái vị bị tiểu đường, bị cao máu, bị bệnh thì mình phải với đâu cũng cố gắng quá trao chút xíu, mà cũng nhớ là nhìn thấy những người xung quanh mình nhìn chút xíu. Sometimes như anh Basley nói đó, có một số người đại đa số chúng ta là cái mùa này là mùa happy, nhưng có một số nhỏ họ rất là cô đơn. Cái mùa này thì cái mình có thể để mà để ý được hàng xóm của mình hay là bạn bè của mình, có thể cái người nhà cô đơn thì có thể mời họ đến. Nhưng mà đừng có đi qua mình. Một mình là lớn quá. Là phải người thân người quen của mình. Tức là single thì cô đơn hả? Vậy giống như ông cụ bà cụ kìa. Như ông cụ bà cụ như lớn nha, mà giờ không có cha, không có con cái, nó đi hết làm đi học hết không có về được chứ hả? Thì ví dụ that's what I think. Rồi mà bên cạnh cái này, lúc mà mình thang xí mình là lúc này, lúc mà mấy tuần nay mình thấy Santa Ana Wind nó thổi cái mùa này là mình thấy chắc có lẽ là Như Huyền muốn hỏi bác sĩ về Santa Ana Wind phải không bà Như Huyền? Santa Ana Wind có hai câu hỏi, là một câu hỏi là Santa Ana Wind tại sao là gọi Santa Ana Wind, nó tới từ đâu bác sĩ, và câu hỏi thứ hai là Santa Ana Wind là làm sinus rất là nhiều cho bác sĩ Lê. Thì cái Santa Ana Wind là anh Đạo biết, Michael có một số bệnh nhân á nói ô bác sĩ Đạo ơi, cái gió từ thành phố Santa Ana nó thổi xuống mà nó là mình bên cạnh, mình là Westminster, là Santa Ana nó thổi qua bên mình. Gió ở đây thổi đi. Nhưng mà thật sự cái Santa Ana Wind này có nhiều cái chuyện cũng truyền thuyết lắm, nhiều cái mít lắm. Họ cũng không biết cái chữ Santa Ana Wind nó từ đâu ra, nhưng mà họ theo những cái người mà giáo sư họ học qua thì họ nói là cái Santa Ana là nó danh từ, nó từ cái Santa Ana gọi là Canyon, đó là qua cái Cajon Pass, tức là từ cái gió từ ở bên sa mạc ở phía mà nó gọi là lục địa, tức là trong inland của US,
nó đi sen xuống và nó thổi qua cái Cajon Pass là cái núi giữa hai cái khe núi á. Từ Vegas, quý vị đi mà đi Vegas biết nghe chữ Cajon Pass. Thành ra cái gió này thổi cả miền Nam Cali chứ không phải từ chỉ khu Santa Ana không. Từ Bắc Los Angeles tới all the way tới San Diego đều ảnh hưởng hết đó. Thành ra quý vị thấy sao nó cháy nè. Tại vì khi nó đi sen xuống nó làm đi qua cái chỗ sa mạc đó, nó làm cho nó khô, nó nóng. Rồi này xong nó thổi là người ta bị cháy nhà, cháy rừng đủ thứ hết từ miền Bắc xuống miền Nam chứ đâu phải là chỉ có một chỗ Santa Ana không. Và rồi đặc biệt nhất là cái mùa này rất nhiều bệnh nhân tới complain về sinus. Thì bác sĩ Liên có thể elaborate thêm vì cái khói, vì cái thế vì sao mà bị sợ ấy mũi vậy thưa bác sĩ? Dạ anh, thưa quý vị, thường thường những cái chất dơ, những cái pollen, dust mite, những cái thứ ở dưới đất nó nằm yên ở chỗ thì không sao, khi mà nó bị cuộn lên, nó thổi lên, nó bay vào mũi là triệu chứng nó gây ra cái sưng trong mũi. Xong rồi sưng trong xoan gọi là sinus. Thì xoan tức là mấy cái lỗ hổng ở trong xương mặt của mình, mình có hai cái ở đây, hai cái ở giữa mắt phía sau cái phần này và trên này, mấy cái phần đó mà mấy cái xoan mà nó sưng lên, nó bị nghẹt cái lỗ, nó không có thông hơi đó, thì nó sẽ độc đồ dơ trong đó, xong nó làm cho nhiễm trùng. Thì những cái triệu chứng như là đau mặt, nghẹt mũi, rồi sốt, rồi đau mắt, đôi khi nó nhiễm trùng nó nặng quá, nó thành ra ép xe. Thường thường thì đi khám rồi mình coi xem đau làm sao, đi chụp hình x-ray. Trước hết thì mình chữa bằng thuốc triệu sinh, thuốc rửa mũi, thuốc xịt mũi. Nó không xong thì mình mới nói đến chuyện vấn đề màu. Vâng, kính thưa quý vị, đó là hậu quả của cơn gió Santa Ana. Một lần nữa, Santa không phải là cái ngọn lửa, ngọn gió tự do Santa Ana chúng ta đưa ra quý vị. Phải thay đổi ý kiến về cái nhận định rằng là Santa Ana đó là theo lời bác sĩ Michael Dow giải thích. Chúng ta không có gì mà phải lo ngại về vấn đề Santa Ana của chúng ta hết trời. Và quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi trở lại quý vị trong giây lát.